sáng mình sắp thịt với mình kho ăn với mình xào hủ qua nha. Hôm nay mình ăn cơm sáng nha cả nhà. Cơm sáng. Mằng riết hết biết được mằng này cả nhà. Ăn cơm. Đây là hủ qua đồng này nha nhà. Mang hủ qua nhà chồng. Thì hủ qua ngoài đồng á. Theo mình nào mới mình kho mới mình xào á cả nhà. Cơm sáng đơn sơ thôi nha. Bùi nó bu quá. Nhà mình ăn thịt heo, mời ăn thịt heo. Nhà mình đóng có gì ngoài gụi chứ. Chắc này còn sớm. Chắc cũng 7 giờ nữa. Em ơi đi có đồ kiến, một cái đồ kiến gì nè. Đồ kiến đổi. Chắc cho khoảng mua. Cái lò kiến vậy cái mình được xả à. Lò kiến thì chợ bán. Có nhà nhà cặp lỗ đó. À đi cá đem vỗ 200. Thịt nóng. Nóng á, nóng như bao gạo vậy. Nóng nghe cái nhà mà miếng thịt miếng mỡ, miếng thịt miếng mỡ rồi nha. Như bao gạo vậy. Thịt này luộc nó mới ngon nè mẹ. Thịt luộc cuốn mới ngon. À, phải như bởi mình mua cái mình chấm mắm guốc thịt này mới ngon. Có mỡ mỡ rồi cuốn ngon. Mấy cái dạng này sắp không ngon là ta đi kiếm cái dạng kia. À. Cái dạng này mình để mình sắc hú qua đi. Ta đi lấy cái dầu mỡ. Chuẩn bị xào hủ qua nha cả nhà. Để đều những cái cọt nguyên nha cả nhà. Mình ướp thịt trước nha cả nhà. Thịt vào kho nha. Có nồi canh rau tập toàn nha cả nhà. Nồi đồng mà với ba cái đậu bên chỗ cái mương chỗ mình quay nha. Nên mình thắng nước mèo nha cả nhà. Thắng mình thả luôn. Mình về cái chảo qua đây. Ồ, khói lên. Màu lên cũng vừa đó, màu lên.
xúc hoàn thành xong cái chảo của hoa xào nữa nha. Chắc chắc xuống được không nè. Để hành vô cái nồi rồi như thế nha. Nên mình ăn đơn sơ hai món thôi nha. Mình có nồi khoai nấu ăn trưa này nha nhỉ. Chưa buồn nấu khoai ăn chơi. Bà lại làm biến chưa? Biến cái gì em biết? Làm biến. Tào lao. Lấy nước chưa? Chưa. Lên màu đẹp này nè ha. Có thêm miếng nước rồi này cả nhà. Con nước không có nhiều nha. Chào cả nhà kìa. Ông đơn sơ. Ấy. Ấy, chào cả nhà được không? Có cá nhà. Trời, trời giả dối. Mất cơm rồi. Mất cơm rồi. Mày lại chào nha. Đi ăn đi. Có muỗng nha. Có muỗng cho ăn nha. Má ăn rau hả? Má hỏi đó, ý ăn rau nè. Đậu. Nấu mình cái nhà ơi. Nấu mình. Ăn thịt với ăn cơm nha. Ăn cái mà nấu con qua xào ra cả nhà ơi. Thịt với ăn cơm. Gia đình có ba bà ngoại ăn hả? Khỏi hết rồi. Sáng người có công việc hết rồi. Ăn ớt miếng à. Cô chị đại chỉ phần ăn cơm vô nghe con. Trời nước quá trời, nước lại chứ con không uống nữa. Cái dán mày rót nữa ra. Cái dán rót ra. Con biết rồi, thế nào chị đại cũng đủ nước hà. Bưng hút đổ gì đó hồi đổ trơn à, đổ mà uống người ngại ngùng gì. Nhà khoai nó sôi phùm màu gì sôi dưới rồi khoai sáng khoai đó. Yến phai không? Kìa nó tét anh ăn cái hột rồi. Kiếm hột ăn gì đó. Đó là ăn cơm rồi. Ăn không vô rồi. Ăn chợ ăn gì không? Ăn bánh mì ở nhà thôi. Đâu biết chợ. Nhà nước không? Ăn nước chắc no. Nhớ hành động nữa hả? Đi ăn cơm gấp cơ. Nè. Tự gấp hả? À, nó tự gấp hả? À. Nó tự gấp cho nè. Nè. Tự ý gấp hả? À. Ăn tự nó gấp hả? À. Cầm đũa đàng hoàng. Đũa còn ngọn lại. Vì cái bà mới hỏi hôm nay đi đâu mất tiêu à, nó bệnh chưa lên chết rồi hả, bữa nay hết chưa, nó hết không dài à.
không ở nhà cũng đi nữa hả? Đâu xứ. Sao xong mặt đã vậy? Một tôi vào sống, một tôi sống mà. Cơm giờ nào cũng mực nổi chứ. Mà với lại ra không chỉ mưa lên tôi lùi lùi. Có, mà ra không thấy mưa. Không chỉ lên thôi lùi. Nhưng đậm đùng đùng đó. Nhưng mà sáng có mưa phải không? Có, đậm đùng 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 mấy hộp. Nó lại mới đùng đùng á. Con cũng có nghe dày gầm đó, rồi có mưa lúc sáng. Chắc gần bữa nay mưa á. Bữa nay chết rồi. Bữa nay giật mệt đó. Bữa nay giật mệt là không bao giờ thua á. Gió rồi thì mưa lắm rồi. Rồi bữa nay con xui rồi, nay con đi giật mệt. Bữa nay ngày mai mà đi về mắc mưa luôn. Hôn. Hôn đi về á, đi về ngay trong á. Lần nào, năm nào, đám giỗ cũng bị mưa chứ mà quên bữa nay đi giật mệt. Tối ngày à. Bữa nay ít chứ mà đi là mưa sáng luôn á. Thế cái bản thân nào cũng bị mưa nha. Đi về ngay trong á, không mà mưa tầm tã á. Trong quá trời mưa. Năm nào cũng mưa. Không, sáng thì trời trong lắm nha. Chiều mới biết. Chừng 1 2 giờ. Ừ. Năm nào cũng vậy. Không, bây giờ trời không có mưa nắng như ngày hôm qua. Nghe nói bữa nay không báo trời có mưa mà. Ngày hôm qua nắng hay hết hồn. Ừ. Không mưa. Mưa. Mưa không ấy. Ăn cơm chị báo tiếp. Có. Nói là có kìa, ăn ấy bữa nay có mưa kìa. Lớn không? Mưa lớn không? Mưa lớn không? Lớn lớn. Có gì bán hồi tiết không? Ý ăn cơm vô. Quá trời rùi, như đây cũng rùi nữa. Văn mưa mốt mình ăn, mình văn cái mục mình ăn á. Đến mùa nó cái gì vậy? Không rồi, con thấy cái mùa nó lâu rồi á. Đang mua cây giấc mùi thêm. Không biết cái cách nào mà cho nó hết. Ý làm gì vậy? Đó là chợ mà mua thôi, mua thịt đùi đó mà. Mua mà có hơi mỡ mỡ ăn không hỏi. Đó, mua ba gọi luôn, quá nha. Cái này ăn nổi không? Nói sao? Ăn được. Tại sáng sáng mới ăn nổi. Để sáng ăn vô, chiều có ăn. Mà có thấy mỡ nhiều quá. Nước vẹo bẩn. Ba gọi này ăn cơm ngon. Lâu lâu ăn đổi. Cái nọng ăn ngon. Ba gọi hồi đó mày dạ mà mua ba gọi không đâu ăn rồi. Nhưng mà cái này là luộc rồi chấm mắm muối rồi ba cháy nè. Nghe có mỡ có thịt á. Nè. Chấm chuối ha. Cặp chuối ha. Cặp vô ăn cơm ngon luôn. Cơm ba cơm. Đi đi. Đó thấy kìa. Ăn mặt mày giống như trộm á. Và bà cắp trời nước còn một cắp á. Rồi hết rồi con ơi. Hết rồi hả? Ừ. Heo nhịn tướng như điên hả? Như con bò tót vậy đó. Sáng mà bà cắp thấy mày bảo mua đồ này bà cắp mãi. Chút ơi, ăn xong rồi đi tắm nè. Cái này kiếm tự nhiên cái thịt của người ta nhấp trên cái đi gấp bỏ bọc. Hay dành ăn. Ý là dành thịt ăn. Bông bọc đập dập 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 dập. Nhưng mà mới bèo. Ăn cơm muốn qua xào đi chứ ăn cơm ngon. Ý ơi cái con gì sau lưng con kìa. Bà chú lạ nhìn con kìa. Anh biết chú. Con heo chú lạ. Heo chú lạ. Vàng nhìn con nó mẹ chú lạ nhìn mẹ kìa. Chơi kỳ vậy. Người ta ngồi người ta không mắc mới gì hết trơn thì cũng. Ba khóc chữ chú lạ đi. Đã. Ba khóc chữ chú lạ đi. Đi rồi chú ạ. Quýnh chú ạ. Rồi chú lạ đi vậy. Ăn cho rồi ăn còn nguyên cả nhà ấy. Ăn kỳ cục quá. Ba người ăn không hết nữa. Ăn gì không giật dám chứ. Ăn không ăn như bánh xèo, bánh bèo cho ăn lại giật giật giật. Ê, hay ý ăn không? Ý ăn ngon không? Ăn bữa ăn bánh bèo, ăn mấy bánh cản bán. Ba người mà ăn không giật dám gì? Gấp ra cho.
chén này rồi ngồi chút nữa bỏ nè, ngồi chén cơm nữa là cho con khỏe ăn chứ đâu. Con có cái đó cho con Kỳ hả? Con Kỳ vẫn á, cho con khỏe không ăn thịt vô để chị Đại ăn, rồi cho chị Đại với ăn mười cái chén à. Chị ăn cả cái lụi vô đi nha. Xuống vô nha con. Miệng à. Ủa cái miệng kìa. Có ăn dao hả? Rồi ăn xong hết nè cái nhà thôi, mình kết thúc video luôn nghe cái nhà. Thấy hay quý cho mình một like, một đăng ký kênh luôn nghe cái nhà. Cả nhà thấy yêu mến mình thì nhớ cho mình một like, đăng ký kênh cho mình luôn cả nhà. Cảm ơn cả nhà nha. Bye bye cả nhà nha. Bye cả nhà. Ấy à. Bye nhà con. Bye bye.